Các bác thân mến, trước mắt màn hình các bác thấy được đây là toàn bộ lòng phèo của đôi loa Pioneer 616. Đây là cặp loa được đánh giá rất là hay về chất âm ở trong phân khúc tầm tiền. Có thể nói trong tầm tiền thì dòng Pioneer 616 này không có đối thủ về chất âm khi chúng ta nghe nhạc vàng. Tiếng của dòng này thì cực kỳ tuyệt vời. Em sẽ có video clip test âm về cặp loa này để các bác cùng vào thưởng thức chất âm của đôi loa này nó đem lại. Và ở video clip này thì em sẽ cùng các bác quan sát toàn bộ về nội thất lòng phèo của cặp loa này bên trong. Để bác nào chưa rõ thì các bác có thể nắm được về cấu trúc của dòng loa này, nội thất của nó bên trong như thế nào. Trước tiên ở phía bên tay trái thì các bác thấy em đã tháo toàn bộ về phần bát trung chép của cặp loa này và em cũng đã lật ngửa đít của nó hết lên rồi. Còn chiếc ở phía bên tay trái thì em vẫn để ngửa lên để các bác dễ dàng tiện quan sát về mặt trước và mặt sau của cấu trúc driver của dòng model này. Trước tiên thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa bát có đường kính 30cm, xung quanh thì nó được bố trí bằng xương nhôm. Các bác nhìn thấy cái xương nhôm của nó vẫn có chữ biểu tượng Pioneer, thương hiệu của hãng này. Pioneer là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Một tay em cầm máy quay nên ra nó cũng hơi khó một chút. Đó. Nó hơi nặng, do đó thì một tay cầm máy quay và một tay quay mà một tay xin lỗi các bác một tay cầm máy quay và một tay nhấc loa bát đâm ra nó cũng hơi khó. Các bác nhìn thấy xung quanh xương loa của nó được bố trí 4 cái đai nhôm và mỗi một đai này thì nó có hai cái ốc vít hai bên và nó sử dụng ốc bốn cạnh vít rất là chắc chắn và thùng loa các bác thấy đây, vết nó đã lan lên đây này. Nó sử dụng một loa bát có đường kính là 30cm, nó sử dụng màng giấy gân vải. Dòng này thì nó thường khác với những dòng model khác là gân cùng là màng giấy gân xếp vải, nhưng mà các bác thấy nón của phần loa bát thì nó lại được bố trí thùng giúp chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng ở phía bên trong của côn loa. Và cấu trúc điểm đặc biệt tiếp theo của loa bát của dòng model này thì nó lại sử dụng màng giấy, nhưng mà các bác nhìn thấy về phần màng của nó thì lại được ưỡn lồi ra gần như kiểu là lồi ra, tức là gần như kiểu là thiết kế theo kiểu màng nón cạn ấy. Do đó về cái cấu trúc như này thì các bác nhìn cũng đã nhận ra nó đem lại tiếng bát của nó vừa ấm mà vừa căng, tiếng của nó bát của nó rất là tròn, không bao giờ bị ù rề có đuôi các bác ấy. Đặc trưng của dòng Pioneer 616 và cái cách thiết kế loa bát của nó như thế này. Đó là về phần loa bát. Đây là ở phía bên trong, các bác thấy côn và nhện loa này rất là đẹp và khô do. Cụ từ của nó sắt xi 7 màu, rất là đẹp, ánh hồng. Đây là phần loa chung, đây là củ loa chung này. Các bác lưu ý thì đối với củ loa chung ấy thì biểu tượng Pioneer này, có những con thì nó cái tem này thì nó là keo dán vào cái củ loa này, lâu ngày thì cũng có con thì nó sẽ bong, cái đấy là cũng bình thường thôi. Có rất nhiều những dòng loa của hãng Pioneer đều có tem nhưng mà có con thì nó bong là chuyện bình thường. Cái đấy thì các bác cũng không còn gì xa lạ nữa, quan trọng là về cái độ zin của nó thì các bác yên tâm. Đây các bác nhìn thấy đấy, xung quanh nó các đai ốc vít này đấy. Cổ chung của nó rất là nặng. Đây là loa chép. Loa chép của nó các bác nhìn thấy biểu tượng vòng tròn này, thiết kế rất giống với dòng chép của Pioneer đấy. Hay những dòng JBL 100 cent, rất là giống. Như vậy thì các bác thấy toàn bộ cấu trúc driver của nó thì nó đều sử dụng vật liệu bằng giấy. Điểm nhấn của nó đây, xung quanh thì nó được bố trí gông loa màu xương nhôm trắng, do đó nhìn rất là đẹp. Đây là toàn bộ ở phía bên trong của nó này. Đây là bông tiêu âm, các bác thấy bông tiêu âm của nó rất là đẹp. Lâu năm ở như thế này thì các bác thấy tuyệt vời rồi. Về phần loa chung đây, các bác nhìn thấy riêng phần loa chung của dòng này thì nó được bố trí riêng một hộp khối tròn đấy, hình tròn, tức là để nó tách biệt riêng về phần loa chung, nó không bị tác động khi chúng ta mở lớn để cái tiếng bát của nó gây ra tiếng bát này, cái hơi của nó thì nó sẽ không bị tác động đến phần loa chung, không bị dao động đến đấy. Đây là một cái tính toán rất là kỹ của các kỹ sư của hãng Pioneer, do đó thì về phần trung âm không bị ảnh hưởng khi tiếng bát của nó hoạt động. Ở phía trong đây là phần tần, nó hơi khó một chút tại vì nó vướng cái hộp của loa chung đấy. Các bác thấy phân tần của nó có rất nhiều các quận đồng đấy,
các con tụ, con trở rất là nhiều. Tất cả những sản phẩm vẫn còn keo đây, các bác thấy nguyên bản này. Tất cả những sản phẩm như này đều được kiểm tra rất là kỹ nên các bác cứ yên tâm. Sản phẩm hàng về thì đều được bên cửa hàng của chúng em tháo và kiểm tra về nội thất của nó bên trong. Và sau đó thì sẽ dán tem niêm phong, đảm bảo về chất lượng của bên sản phẩm, bên cửa hàng của chúng em tuyển chọn. Đây là chiếc ở phía bên tay phải em đã tháo lật ngửa lên. Đấy. Đây các bác thấy đây, hình thức bề ngoài đây, bát 30, mạc giấy, gân vải, nón của nó đây, nón thủng này, một loa chung và một loa chép có hai vi tinh trình và một lỗ thông hơi ở phía trước. Đấy. Đây là phía bên tay phải, toàn bộ nội thất của nó bên trong. Đây, các bác thấy tất cả như nhau hết, hơi tối một chút nhưng các bác thông cảm. Phần tần này, kéo nguyên bản này, các cuộn cả này, dây kết nối này. Như vậy thì các bác thấy được đôi loa này, kể cả về hình thức bề ngoài cũng như là nội thất của nó bên trong thì các bác cũng đã được quan sát rất là kỹ rồi. Đây là gông loa của chiếc bên tay phải đây. Còn nào cũng vậy thôi, vì đã là hàng tuyển nên các bác cứ yên tâm. Đôi loa này ở phía dưới thì nó đều có 4 cái chân đế đây. Việc sử dụng 4 chân đế này các bác có thể kê ở khi chúng ta đặt thấp ở dưới nền nhà thì tránh cái tình trạng là nó ẩm thấp, do đó sẽ gây ra hiện tượng là nứt thùng. Vì các bác biết rồi, những cái dòng loa này thì đều đa số là gỗ ép. Khi nó bị ẩm ướt hoặc là bị nước vào, nó ẩm nó sẽ thùng, nó sẽ bung ra, bị nở ra. Nên cái điều đó thì các bác phải hết sức tránh tuyệt đối. Và nó cũng đã trang bị cho 4 cái chân đế để chúng ta giảm thiểu về cái trường hợp chúng ta để sát đất và để ẩm và nở thùng loa. Đấy. Các bác lưu ý. Như vậy thì vừa rồi thì em cùng các bác cũng đã quan sát toàn bộ về nội thất lòng phèo của đôi loa Pioneer 616 rồi. Và giá của cặp loa này chỉ có giá 16.500.000 đồng. Với tình trạng của nó thì tuyệt vời. Các bác thấy em quay tứ xung quanh luôn để các bác cùng quan sát đây. Trên nóc loa, bên sườn loa, trên mặt loa. Đấy. Đấy, các bác thấy đâu, vàng ươm. Một đôi loa như thế này và giá 16 năm thì cực kỳ lý tưởng để các bác sở hữu cho mình những cặp loa như thế này rồi. Có thể nói đây là đôi loa thánh nhạc vàng ở trong phân khúc tầm tiền, khó có đối thủ cạnh tranh với dòng Pioneer CS616 này. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Các bác có nhu cầu mua sắm thì các bác cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại hiển thị bên góc màn hình phía tay trái của các bác. Em xin chân thành cảm ơn.